Quá rét cả như dân tộc hết rồi. Giờ mình đi bẫy con cút nha các bạn. Cút thì ở đây thì nó cũng khá là nhiều nha. Sáng giờ bẫy cu, giờ chiều lại đi bẫy cút. Mình bẫy trong đây nha. Tầm 5-7 á. Nhiều đây bẫy ớn rồi nha. Rồi, để mình lại chỗ cái bẫy của mình quay nha. Nãy giờ mình đợi cũng chắc tầm 15 phút bạn ơi. Giờ mình lại thêm thử nha. Trong cái đám đấy đó. Đây, mênh mông nè và rừng núi không à. Trong đám đó này. Mong rằng sẽ có ha. Cái tiếng lo mình nó kêu. Rồi, tắt lo rồi nha. Có thể có thành quả gì không nha. Rồi dính rồi. Thôi dính một con rồi bạn ơi. Đâu ở đây. Hai con. Cho con này xem. À không rớt được đâu. Đồ này ráo hết. Đây con nữa nè các bạn. Đây con nữa nè. Hai con nè các bạn ơi. Đấy. Quá đã nha. Đây đó. Chút. Đây nè. Một con. Đây một con. Rồi lo đây. Giờ mình đi gỡ nha. Quá phê các bạn ơi. Phê quá, phê quá. Đây đã, rồi. Không có cái gì đựng hết này. Vô bách gần nhà này. Ồ, đã. Đẹp ghê không bạn. Cúc rừng nha các bạn ơi. Quá trực phê luôn. Rồi, giờ chắc gỡ hơi lâu nha. Rồi, mình gỡ tí rồi nha. Đây nè, con. Kia con nữa nè. Đấy. Rồi, để mình gỡ tí rồi mình quay lại các bạn xem nha. Đây có cây mít các bạn. Chắc mình bẫy ngay đây nha. Đây hay xích ăn trôn ta. Thôi, để lên trôn đi. Tính bẫy đây mà thôi. Để lên trôn đây đi. Đặt cái địa điểm mới nữa đi. Chỗ nào mà nó gần ở lùm đó nha các bạn ơi. Mấy cúc nó hay ở trong lùm lắm nha. Đây là cái đám keo nhỏ nhỏ thôi. Có rồi, kiếm thêm con hai con nữa mà không có rồi. Cũng được hai con rồi nha. Ở đây. Rồi, ngay thế đây đẹp này. Rồi, bây giờ để mình cắm đã nha. Cắm xong xuôi hết mình quay cho các bạn xem nha. Chỉ có 5-7 thôi à. Còn 5-7 đấy là mình bẫy luôn đấy. Rồi mình đặt xong cái mình bỉa mớ lá mình tạo cái lối đi cho nó nha các bạn. Đây. Đó, chì lại là mục đích là để cho nó đây nè. Rồi. Nói chung vô trong cái bát quái trận đây là nó dính ngay thôi nha các bạn. Đây cửa này. Đây cửa. Trong đây cửa, chỗ kia hai cửa nữa. Rồi. Đây là cái bát quái trận á. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái lo trong đây nha.
Đây cái lo trong đây. Đó, lo để đó nha các bạn. Chì cái lo một tí nữa nha. Mới lá nữa. Nếu mà chỗ này còn thì dính nha, mà không còn thì mình đi kiếm chỗ khác. Mình sợ nó có hai con đấy nó hết rồi. Rồi, quá đẹp. Rồi. Đó, bắt quay trận nhiều đó thôi à. Rồi, để đó nha các bạn. Đi nha. Ra cái nắp nha. Rồi, bây giờ mình thêm cái lần 2 nha các bạn. Trong đây nha. Tầm khoảng 10 đến 15 phút à. Mình thêm lại luôn. Mình không có nữa, mình đi chỗ khác. Nãy mình gài gần cái cây mic chỗ kia. Mong rằng sẽ được nữa nha. Nếu không được nữa thì mình đi chỗ khác. Mình nghĩ trong đám này chắc có 1 cặp 2 cặp chứ cũng có nhiều đâu. Đây nè. Trên cây mít này một tí nè. Đấy. Lo kêu ấy. Rồi, mình test lo rồi nha. Giờ lại thăm nha các bạn. Có thì vui mà không có thì mình đi kiếm chỗ khác nha. Chùa, trong trơn. Không thấy cái tiếng động gì hết. À, chắc không có rồi. Rồi xem luôn, không có. Chỗ này chắc hết rồi các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Rồi không có con nào hết nha các bạn. Trận địa đẹp quá trời mà. Chắc hết rồi, trong này chắc có 1 cặp đấy á. Rồi để mình đi kiếm cặp khác nha. Rồi bây giờ là địa điểm mới của mình là sẽ là trong cái đám này nè. Đám này mình có nghi mấy con kêu này. Giờ không biết có hay không nha. Để coi thế, đánh khúc nào đã ta. Đánh ngay gấp lại đây. Ngay trong trống lại đây, giờ đánh trong mì này người ta chữ nha. Thêm nha các bạn. Màu chắc cũng không có dễ gì vậy. Thiệt quá. Thất bại nữa các bạn ơi. À, dính một con. Đù. Dính một con không mày em ơi. À, rồi. Tưởng một thất bại nữa rồi chứ. Dính một con nha các bạn. Rồi, thì mình gỡ con này rồi mình để tiếp nha. Giờ chiều. Ba con rồi các bạn ơi. Chụp con này. Bây giờ nghe nó kêu trong này quá trời. Rồi, mình cũng mới về tới nhà nha các bạn. Được 2 cúc với lại con cúc này nữa, 3 con. Được 3 cúc nha các bạn. Ui, đi bộ vào mai giờ ớn luôn ạ. Được 3 con nha. Chụ nhảy. Ui. Rồi. Đây, mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn ngày mai có chương trình gì mới mới nha.
ở đây nha, nó bay cúc, nó bay yếu lắm. Đây cúc nhiều lắm nha các bạn, mà nãy giờ nắng quá rồi. Nó kêu rồi. Nó kêu không? Nó kêu. À. Kêu nhỏ. Ừ. Kêu ở nhiều tiếng mấy mình. Rồi xin chào các bạn nha.